Ủa búp bê đâu con ẩm vậy Nhi? Nó trong phòng con may nè mẹ. Vậy hả? Quần túi nè. Nè con chơi với bạn bè con nè. Con này con búp bê nó ngồi nó lên nè. Cho búp bê nhảy nai luôn hả? Dạ. À búp bê yếu quá, búp bê xỉu bây giờ. Rồi gớp rồi. À, bên đây là cái gì vậy? Đây là phòng nấu ăn của búp bê. À, đây là phòng nấu ăn của búp bê luôn á hả? Dạ. Búp bê đó thì búp bê của ta xong rồi mới ăn á mà. Ừ. Đây nè. Trong đó đựng cái gì trong đó vậy? Đựng cái gì? Mấy rau quả. À, rau quả, dầu ăn nước năm mắm đúng không? Búp bê ngồi đó làm gì? Con với con nấu ăn cho búp bê ăn. Ừ. Cái này búp bê. À, đi chợ mua đồ đó hả? Mấy rau quả là cái gì đâu, dở lên cho mẹ xem. Đâu con cầm bên từng quả cho mẹ xem coi. Cái đó là cái gì? Thơm. Rồi cái gì nữa? Bắp cải. À, rồi cái gì nữa? Cái đâu? Đâu phải đâu con, cái đu đủ mà. Đu đủ. Cái gì? Đu đủ. Ừ. Ủa đu đủ hả? Trái su, giống trái su quá vậy. Dạ, ở trong đây nhiều rau quả lắm mà. Ừ. Đó, 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 cái gì bự chảng vậy? Cái này hả mẹ? Ừ. Bí. Bí gì á? Bí đỏ đúng không? Dạ. Bí đỏ nhà mình hay ăn đó. Đây cái này cái bí nữa mẹ. Ừ. Bỏ hết rau quả vô đây luôn. Rồi đem vô nấu món gì vậy? Con đem vô con ăn. Con nấu hết. Con lấy cái này đi cho búp bê con ăn. Nói cho búp bê ăn hả? Dạ. Búp bê ăn được không mà nấu? Dạ, búp bê ăn giả. Ăn giả hả? Dạ, giờ đi về nhà cho búp bê ăn. Búp bê đói. Đó. Đây nè, phòng nấu ăn của con á. Ừ. Rồi nội ơi, chén dĩa đâu con nấu cho búp bê ăn? Nè, cái này nè mẹ. Cái gì đâu con? Cái này nè. À, búp bê ăn cái dĩa đó đó hả? Dạ. Ờ, cái nồi đâu nấu? Cái nồi cũng vậy à. Mẹ thấy có bếp ga nè, có lò nướng nè. Mà không có nồi. Đi tìm nồi coi. Ừ, thôi. Ờ, bây giờ không có nồi thì thôi ẩm búp bê đi ra ngoài kiếm trò chơi búp bê chơi đi nè. Rồi cho búp bê đi chơi đi. Rồi búp bê có tuột không? Có. Búp bê tuột cùng với con luôn mẹ. Cho búp bê tuột với con luôn hả? Dạ đây hai con tuột, có tuột với búp bê luôn. Ờ, tuột đi. Một, hai, ba. Yahoo! Có búp bê ẩm sướng quá vậy. À, búp bê chơi cái gì nữa? Búp bê khi ngồi đây chơi nữa nè. Nó chơi một con ba. Búp bê chơi xếp hình hả? Mày con chơi búp bê nào chơi? À cái dĩa nó ăn búp bê đó hả? Dạ.
Rồi mấy bạn hồi nãy chơi con đâu hết rồi? Đi chơi rồi. Hả, mấy bạn chơi đâu? Chơi đó nè. Ừ. Rồi ship cái gì đâu? Chơi với mẹ. Đâu ship cho mẹ xem coi. À, ship nó thành cái cây á hả? Dạ, cái cây cao luôn. Ờ. Cái cây này cao quá. Ủa mà cái đó ai chỉ con ship vậy? Con tự một mình con ship mẹ. Một mình con biết luôn hả? À, ý là thấy bạn con ship đúng không? Dạ, mấy mẹ con ship là con ship. Nó không được vậy mẹ. Hả? Nó không được. Cố gắng ngược mới không được đó. Ừ đúng rồi con phải canh cho nó ngay cái lỗ á, con mới gắn vô được. Nghe chưa? Đó, có mấy cái lỗ kìa, con canh mấy cái lỗ, bốn lỗ. Cái màu xanh cũng bốn lỗ. Còn cái màu nâu cũng bốn lỗ luôn. Dạ, bên trên này là đúng rồi. Còn ở bên này là một lỗ. Ừ. Con canh bốn lỗ cho nó ngay thì nó khớp với nhau rồi con mới ấn xuống được. Hả? Không giống lắm. Giống mà. Còn không giống một cái mấy khác đi. Nè, chiếc hình nè. Đây nè, quá chừng luôn nè. Dạ. Mấy em bé xếp cái này nè, em xếp. Đó. Em bé xếp cái hình này cho em. Em bé nào xếp? Mấy em bé nhỏ nhỏ đó. À, lúc nãy con chơi mấy em bé nhỏ đó hả? Dạ, em bé nhỏ là tên là em Nhung á. Ủa sao con biết em Nhung? Em nhỏ xíu lúc nãy chơi con cầu vượt đẳng đúng không? Dạ, con cầu vượt siêu tốc á. Ờ. Nó nhanh lắm á. Nhanh cái là con nhảy xuống luôn. Nhảy xuống luôn hả? Dạ. Giỏi chứ vậy? Con nhảy xong rồi xuống mấy cái cây banh luôn. Ờ. Hồi nãy mẹ thấy con nắm tay em Nhung đúng không? Nắm dạ, tay em Nhung cuột lên cầu vượt cuột xuống đó. Đúng rồi mẹ, em đó là em nói em Nhung á. Ờ, em dễ thương quá vậy. Con gặp em đó ở đâu? Em có thấy em đó ngay chỗ cầu vượt đó, không cầu vượt. Cái là em đó muốn con chơi ngay chỗ này nè. Ờ. Cái con đi theo. Con đi theo em Nhung vui, em Nhung lại nó ôm con. Dạ, hả? Em Nhung lại ôm con luôn. Dạ, em Nhung mà. Ờ, em Nhung mới biết con mà em Nhung yêu con dữ vậy. Dạ, đúng rồi, em Nhung còn có chị với con nữa. Ờ. Rồi đi đâu nữa? Búp bê chân dài quá vậy. Ừ. Rồi đi đâu? Cho búp bê tụt xuống cái gầm cầu vượt này nè. À, tụt xuống đó luôn á hả? Cho búp bê ngồi xe luôn. Xe không có xô tự đẩy luôn hả? À. Rồi chơi gì nữa? Lắc mấy thú cưng nè. À, cái thú cưng đúng không? Hả gì con? Con để nó lên đây xong rồi con gắp con chơi luôn á. Ừ, mà đâu có xu đâu gắp chơi. Dạ, 2-3 cái đó không xu mà dùng hết tiền rồi. Ừ, gắp hết xu luôn cũng đâu có dính con nào đâu con. Để con lấy xu nè. Hả, cái gì đâu? Cái này nè, mày lại đây với con nè. Đâu? À, cái này là để lấy xu á hả? À, cái chỗ nào cho tiền vô đâu? Này. À, chỗ đó cho tiền vô. Xong rồi mình cho xu vô cái này, xong rồi mình cho xu hơn. À, vậy đó hả? Xu luôn. Ừ. 5
ngàn có 2 xu à. Ơi hả, chơi trò gì đâu con? À, ngồi đó hả? Ừ. Cho búp bê đi chơi trò xác khác đi. Hả? Ờ. Cái gì nhúng nhúng con? À vậy hả? Rồi đâu đi? Rồi chui xuống đó đúng không? Rồi con chui đi. Ừ. Rồi 1, 2, 3. Yahoo! Xin chào bạn trai. Rồi. Ơi. Ừ. Con chơi với búp bê đi. Chơi thiện búp bê luôn hả? Ừ. Đó chơi em trai kìa. Nghi ơi. Dạ. Mẹ nói con nghe nè, bây giờ chiều rồi mình đi về nha. Dạ. Ừ, đi về đi, mai mốt mình đi chơi nữa nha. Chơi sớm giờ con mệt chưa? Mệt chưa? Chưa mẹ. Chưa mệt hả? Nhưng mà mẹ nói con nghe mình đi về chiều rồi, tối rồi, nghe chưa? Dạ. Ừ, lúc khi đi về mình phải làm sao ta? Nhận ban bà con chú, con chú bà con chú thì sức khỏe, đăng ký con học nhé, bye bye. Hello. Nên đã các bạn, hẹn gặp lại sau, bye bye. Rồi, bye bye con trai nè. Bye bye. Rồi, về con. Rồi đi về đi, cha đợi ngoại á. Ừ. Hả? Búp bê ở đâu? Hồi nãy con ẩm ở đâu? Bây giờ con đem dẹp búp bê đó đi rồi mình đi về. Ừ, rồi đi nhanh đi con. Ờ, rồi. Chui lỗ đó luôn hả? Rồi chua vô đi rồi đi về. Ừ. Rồi bé tụt xong rồi cũng chua vô đi.